Birken tốn hàng triệu Mỹ Kim trở thành quán nhậu. Nhà nước đầu tư gần 70 tỷ đồng xây dựng bờ kè, sau khi hoàn thành được mấy tháng thì bị một doanh nghiệp chiếm dụng mở quán nhậu. Tuy quán nhậu này nằm ngay sau lưng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhưng chính quyền tuyên bố không biết. Tháng 10 năm 2012, bờ kè Rạch Cái Khế ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sau đó mấy tháng thì bị công ty dịch vụ Triều Cường lấn chiếm một diện tích lớn của bờ kè làm quán nhậu với cái tên gọi Mê Công. Việc này đã làm cho nhiều người dân bất bình. Điều đáng nói là không cơ quan nào nhận đã cấp giấy phép cho mở quán nhậu này. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Ninh Kiều, thì công trình bờ kè này hiện vẫn còn thuộc quyền quản lý của bang và hiện chưa cho phép đơn vị nào kinh doanh tại đây. Theo Đội Quản lý Trật tự Đô thị quận Ninh Kiều, thì thẩm quyền cho thuê thuộc Công ty Viễn thông Cần Thơ, tức VNPT Cần Thơ, còn cấp giấy phép xây dựng là thuộc Sở Xây dựng, vì thế quận không can thiệp được. Trong khi đó, một phó giám đốc của Sở Xây dựng lại nói, cơ quan này không cấp giấy phép xây dựng cho bất kỳ đơn vị nào xây quán ngay tại vị trí bờ kè và việc kiểm tra xây dựng thuộc trách nhiệm của quận Ninh Kiều. Được biết, công ty VNPT Cần Thơ có cho công ty Triều Cường thuê 1.500m² đất không sử dụng ở phía sau trụ sở để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Sau khi thuê được phần đất trên của VNPT, thì công ty Triều Cường tự ý chiếm thêm 660m² bờ kè là đất công. Giám đốc VNPT Cần Thơ thừa nhận việc công ty này cho thuê lại đất để công ty Triều Cường mở quán ăn là chưa đúng quy định và hứa sẽ thu hồi đất lại.